Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò, thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn ha. Lúc là hay quên, em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất là mình đang lái xe. Thôi lúc đó xe lái em cho em không lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm nhưng cũng đôi khi tối sủa nữa. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên cho một văn phòng đại diện của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ, em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kiêm luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ, em quê ở Bình Định vậy. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ, làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ, do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Thì tại lý do gì? Do có những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết, có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ, cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng buông ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu. Không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò. Thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn ha. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát đâu, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát vậy mà em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên, em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất là mình đang lái xe. Thôi lúc đó xe lái em cho em không lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á. Dạ chị, có làm sao không? Dạ không vậy, lúc đó là đi chạm hả chị? Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng, không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình, đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó, mệt lắm vậy. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển, muốn gì nó đại với em đi ha. Chứ dạ. Cần. Bây giờ không thích cái gì hả bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời, đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, chứ ra chợ mua rau cá rồi. Phải trả giá tính, chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi bên mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ hình nữ lo cho chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại... Rồi, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Vậy được. Mà chưa lấy số hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa. Có nhà rồi em. Có nhà thì mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm nhưng cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu. Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sao đó. Vũ phu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái vũ phu giùm em nha. Rồi. Không dạ, này chắc vũ phu không nổi đâu. Có vũ phu không?
Không anh. Vũ nữ. Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ em có em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á là chị Trân của em á là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình, mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin cảm ơn em. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở Dương Khang Đài luôn. Nguyên fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào em Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét á thì chị á thì em cảm thấy ok. Chị hiền. Được, còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng qua năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Dạ rồi. Xong. Thôi. Bây giờ tham cho khảo gặp nhau hai đi. Bên xong rồi. Mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Tặng quà ta chưa nói năng gì trơn, quay lưng lui trời thiệt chứ. Nghe chị. Dạ quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh, nếu như mà anh đọc rồi thì anh có thể cho mượn đọc lại. Rồi anh cũng nói đi, anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài, khi nào héo em gửi lại anh, rồi khi nào khô nó để lại, rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn. Mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ, bó hoa này anh tặng em đó, nó ý nghĩa lắm chứ bộ, đúng không? Thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xí trước khi nói giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình, cổ ghi ra trong này rõ luôn. Bạn muốn hẹn hò, cô tiêu chuẩn luôn, ngoại hình cao ráo, dễ nhìn. Cô để cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè. Em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Bao đêm viết ra được thì phải không, 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 cái này cho em giải thích. Không phải cái này em giải thích chút xíu, tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có bút để sao, không để sao ghi. À, anh thử đọc và giống anh quên. Không cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó, nhưng mà em tặng đi. Vậy là dạ sau này anh không giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không, nên em giấu luôn đúng không? Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, và nhìn anh như vậy em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Thì không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi. Bình thường ta gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Ông nói là nó là nó dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy ta? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? À, đúng rồi anh nuôi. Thế anh nhà em bán hết rồi không? À. Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng, là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà tôm rồi. Dạ, tôm nhanh cũng được. Thôi vô con người đi, trời ơi. Tình yêu mà móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề dính nghề. Trời ơi, chúng tôi đang phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không có em mua đâu hả? Mua anh rẻ không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu. Lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ em cũng thích ăn ốc lắm anh.
Thôi mình nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc này cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng, gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ, em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ, bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ủa ra được rồi hả? Ở luôn hả? Cái cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không là ăn thua, giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định, suy nghĩ cho kỹ nha. Suy nghĩ kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Nên như cảm nhận của em tình yêu mà nữa. Đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.